những năm gần đây thế giới trải qua đầy biến động và thách thức với loạt thảm họa đe dọa sự an nguy và sự ổn định sự bùng phát của virus viêm phổi vũ hán đã gây ra một đại dịch toàn cầu đẩy hàng triệu người vào cảnh khó khăn và đau đớn đồng thời các thảm họa tự nhiên khác như hỏa hoạn lũ lụt và dịch châu chấu cũng đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề mọi người đang cầu nguyện cho sự chấm dứt của những thảm họa này và hy vọng vào một năm mới an lành hơn. Tuy nhiên, khi năm 2024, câu hỏi liệu thảm họa có thực sự qua đi không vẫn còn đầy bất định. Dù có những dấu hiệu tích cực với việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh và phát triển vaccine, nhưng vẫn còn nhiều thách thức phía trước. Việc kiểm soát và tiêm chủng vaccine đều đòi hỏi thời gian và nỗ lực của toàn bộ cộng đồng quốc tế các thảm họa tự nhiên khác cũng có thể không ngừng xuất hiện, đòi hỏi sự chuẩn bị và phản ứng kịp thời từ cộng đồng quốc tế. Từ cổ trí kim khắp trong và ngoài nước, nhiều lời tiên tri đã đề cập đến việc nhân loại sẽ trải qua kiếp nạn lớn. Đồng thời trong mô tả hiện tượng thảm họa khốc liệt, những lời tiên tri này đều có lưu lại phương pháp tự giải thoát và đề cập đến một vị thánh đến từ phương Đông. Video ngày hôm nay xin giới thiệu cùng quý thính giả 6 trong số những lời tiên tri này. Mời quý vị cùng theo dõi. Thần đồng Ấn Độ tiên tri cùng năm dự ngôn 2024, thảm họa và cứu rỗi. Một Cách am di lục của Hàn Quốc Cách am di lục là câu chuyện của học giả Nam Xưa Cổ. 1509-1571, một học giả thời Joseon khi còn là một thiếu niên đã đến núi Kim Cang gặp một thần nhân và ghi lại những điều thần nhân mô tả. Vì Nam Sư Cổ có tên là Cách Am, do đó gọi sách là Cách Am Di Lục, những ghi chép do Cách Am để lại. Tiên tri trong Cách Am Di Lục nói rằng vào thời mạt Pháp nếu nhân loại không tỉnh ngộ thì sẽ bị căn bệnh lạ, đại dịch hủy diệt. Mười hộ khó còn lại một và xác chết bệnh độc tích lại như núi trong thiên 48 của ca từ tổng luận nói, ba năm mất mùa và 2 năm dịch bệnh, ôn dịch hoành hành khắp thế giới, bệnh thổ tả và hô hấp, bệnh không tên hắc tử khô huyết, sáng còn sống, chiều tối đã chết, 10 hộ còn sót lại một, chướng khí núi biển hơn vạn người chết, trong thiên 59 mạt trung vận, tình cảnh bi thảm của đại dịch được miêu tả là lục giác thiên sơn điều phi tuyệt, bát nhân vạn kính nhân tích diệt, lục giác chỉ bầu trời. Chữ hình tượng bầu trời có sáu đỉnh, bát nhân chỉ chữ hỏa, thiên hỏa trong chữ cổ có nghĩa là bệnh dịch. Vì vậy câu này mô tả khi đại dịch bệnh đến, tình cảnh vô cùng bi thảm, số người chết rất nhiều. Cách am di lục cũng tiên đoán rằng vào mặt thế một đại thánh nhân sẽ cứu độ chúng sinh, vị thánh nhân này đến từ phương đông, vô nghi đông phương thiên thánh xuất, nhược thị đông phương vô chi thánh. Anh mễ tây nhân cách giải thánh, nhược thị đông tây bất chi thánh, cánh thả thương sinh nại thả hà tạm dịch là không nghi ngờ gì phương đông xuất hiện thiên thánh nếu người phương đông không biết thánh thì người phương tây anh mỹ người hàn nhật dùng chữ hán mễ chỉ nước mỹ hiện vẫn sử dụng chữ mễ này trong tiếng nhật canh đi lại biết đến thánh nhân hơn nếu cả phương đông và phương tây đều không biết thánh nhân thì chúng sinh càng bất lực không biết làm thế nào có thể thoát kiếp nạn hai bia ký lưu bá ôn thời nhà minh lưu bá ôn là tể tướng khai quốc của triều minh và là một bậc cao nhân đắc đạo ông đã để lại nhiều lời tiên tri cho các thế hệ sau trong đó nổi tiếng là thiêu bính ca đối chiếu những điều xảy ra các thế hệ sau nhận ra rằng những dự đoán của lưu bá ôn rất chính xác bài viết này giới thiệu về bia ký lưu bá ôn trong một trận động đất bia ký đã bị dung chuyển và lộ ra bia đá này đã ghi lại trận đại dịch xảy ra vào năm hợi tý nhược vấn ôn dịch hà thời hiện đãn khán cửu đông thập nguyệt gian hành thiện chi nhân đắc nhất kiến tác ác chi nhân bất đắc quan thế thượng hữu nhân hành đại thiện tao liễu thử kiếp bất thượng toán toàn hữu thập sầu tại nhãn tiền tạm dịch nếu hỏi khi nào bệnh dịch xuất hiện hãy xem tháng 9 và tháng 10 mùa đông người hành thiện được thấy kẻ ác ắt không thấy những người hành việc đại thiện trên thế giới gặp phải kiếp nạn cũng không sao, nhưng vẫn còn mười sầu phía trước. Nhất sầu thiên hạ loạn phân phân, nhị sầu đông tây ngạ tử nhân, tam sầu hồ quảng tao đại nạn, tứ sầu các tỉnh khởi lang yên, ngũ sầu nhân dân bất an nhiên, lục sầu cửu đông thập nguyệt gian, thất sầu hữu phạn vô nhân thực, bát sầu hữu nhân vô y xuyên, cửu sầu thi thể vô nhân kiểm, thập sầu nan quá chư thử niên. Tạm dịch là một sầu thiên hạ loạn nơi nơi, hai sầu chết đói khắp đông Tây, ba sầu hồ quảng chịu đại nạn, bốn sầu các tỉnh nổi can qua, năm sầu nhân dân chẳng được yên, sáu sầu mùa đông tháng 9-10, bảy sầu có cơm không người ăn, tám sầu có người không mặc áo, chín sầu thi thể không người lượm, mười sầu khó qua năm hợi tí từ hãy xem tháng 9 và 10 mùa đông mà mười sầu khó qua năm hợi tí, có thể suy ra đại dịch bắt đầu từ tháng 10 âm lịch, cuối năm hợi rồi trở thành đại dịch vào năm tý Ba sầu Hồ Quảng chịu đại nạn tương ứng với sự việc xảy ra ở Vũ Hán, Hồ Bắc. Cần phòng nhân dân gian nan quá, quan quá thiên phiên long xả niên. Hãy coi chừng mọi người phải trải qua gian nan, thời kỳ gian nan qua năm thìn tỵ, tai họa có thể tiếp tục kéo dài đến năm 2024, thìn 2025 tỵ. Tương tự, bia ký Lưu Ba Ôn cũng đề cập đến cách giải cứu thất nhân thất lộ tàu, dẫn dụ tiến liễu khẩu, tam điểm xa nhất câu, bát vương nhị thập khẩu, nhân nhân hỉ tiếu, ca cá bình an, đán nhược bất tín, yếu đại nạn, hành thiện chi nhân khả bảo toàn tạm dịch. Bảy người đi một đường, dẫn dụ tiến vào cửa. Ba chấm thêm một ngoặc, tám vua, 20 mươi miệng. Người người vui cười, ai nấy bình an. Nhưng nếu không tin thì phải gặp nạn lớn. Người hành thiện có thể được bảo toàn. Bốn câu đầu tiên ở trên chứa ba phép đảo ngữ đại diện cho chân thiện nhẫn. Chân thiện nhẫn là ba chữ thánh ngôn của Pháp Luân Đại Pháp. Trong đại kiếp nạn này, nếu người nào không tin sẽ phải gặp thảm họa, người hành thiện có thể được bảo toàn. Thực tế đã chứng nghiệm rằng, nhiều người bị nhiễm dịch bệnh đã nhanh chóng hồi phục sau khi niệm chín chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo Chân Thiện Nhẫn Hảo. Chín chữ này còn được gọi là chín chữ Trần Ngột. 3. Ngũ Công Kinh Thời Đường Ngũ Công Kinh có nguồn gốc từ chuyển thiên đổ kinh vào thời cuối nhà đường và thời ngũ đại. Nó mô tả lời tiên tri của Ngũ Công Bồ Tát ở núi Thiên Thai về đại thảm họa hủy diệt vào thời kỳ Mạt Kiếp. Tý xỉu chi niên giang biên khởi, tử giả vạn vạn, khiếm quan tài. Hồng phấn, mỹ nhân, lưu huyết tử, bảo châu, kim ngân hóa thành hôi. Ti hữu điển viên vô nhân thu, cao lâu đại hạ hóa thành phần. Yêu kim y tử, nhân hà tại tổng bị hoa hồng bạn khô lâu tạm dịch là năm tí xỉu bên sông dâng lên người chết hàng vạn quan tài không đủ mỹ nhân son phấn chảy máu chết vàng bạc châu báu hóa thành cho tuy có ruộng vườn không người lượm lầu cao nhà lớn hóa thành mồ áo tía lưng vàng người đâu mất cỏ cây bộ bạn với đầu lâu năm tí xỉu ở đây có một số người cho rằng nó ám chỉ hai năm canh tí 2020 và tân xỉu 2021 và bên sông là chỉ Vũ Hán, bên bờ sông Trường Giang. Bệnh dịch có vẻ lúc mạnh lúc yếu sẽ kéo dài đến năm dần mão, tức là hai năm nhâm dần 2022 và quý mão 2023, và sẽ lên tới đỉnh điểm vào dịp trung thu tháng 8, tháng 9 âm lịch, giáp thìn 2024, dân mão thìn niên bát cửu nguyệt, biến địa tử nhân, bất kham ngôn, mễ thục ngũ cốc vô nhân giật ti miên y đoạn vô nhân xuyên tạm dịch là tháng 8 tháng 9 năm dần mão thìn người chết khắp mọi nơi không thể kể xiết ngũ cốc gạo chín không ai ăn áo lụa áo tơ không ai mặc ngũ công kinh mô tả khi bệnh dịch lên tới đỉnh điểm sáng sớm mắc bệnh thì chiều chết tào thời đắc bệnh mộ thời vong Ngoài ra, ngũ công kinh cũng tiên đoán rằng trong cơn đại họa, thánh nhân cứu thế Minh Vương sẽ xuất thế thay đổi vũ trụ. Chỉ có những người tiên chúa và người thiện lương mới được thánh nhân cứu giúp. Thập phần nhân dân từ cửu phần, chỉ lưu nhất phần hiền lương hành thiện nhân, ác giả tường thoát vạn bất hành. Bất luận bần giữ phố, kính giả tự an khang nhược hữu bất tín giả nan kiến thái bình niên ác nhân bất kính tín nan miễn thiên chu lục ác giả bất tín đương trừ diệt thiện nhân đắc kiến thánh minh quân tạm dịch là nhân dân 10 phần chết chín phần chỉ còn một phần người hiền lương hành thiện được lưu lại kẻ ác muốn thoát không thể được dù nghèo hay giàu người kính ngưỡng tự sẽ an lành khỏe mạnh nếu có người không tin thì khó gặp năm Thái Bình. Kẻ ác không kính tín, khó tránh khỏi bị trời diệt. Kẻ ác không tin nên bị diệt, người thiện sẽ được thấy thánh minh quân. 4. Các thế kỷ của Notre Pháp Nhà tiên tri người Pháp ở thế kỷ 16 đã viết cuốn Các thế kỷ đã dự đoán thành công nhiều lần và ông cũng dự đoán năm 2024. Một virus, một nhà khoa học tạo ra vũ khí sinh học vũ khí này sẽ tạo ra một loại virus khủng khiếp biến con người thành thây ma và sau đó tiến tới tuyệt chủng. 2. Nạn đói lớn Vào năm 2024, nhân loại sẽ phải đối mặt với nạn đói lớn được mô tả trong kinh thánh với quy mô lớn chưa từng có. 3. Bão mặt trời Những cơn bão mặt trời khổng lồ sẽ phá hoại trái đất và khi thảm họa lan rộng trên toàn cầu, con người sẽ bắt đầu tranh đoạt để giành lấy những nguồn tài nguyên khan hiếm. 4 sao chổi và vào trái đất. Điều này sẽ gây ra rất nhiều thiên tai. Năm, một trận động đất lớn. Nhà tiên tri đã dự đoán rằng sẽ có một trận động đất lớn ở Hoa Kỳ vào ngày 25 tháng 11 năm 2024, có thể là California. Đồng thời ông cũng tiên đoán về vị thánh cứu thế. Chương 70 phần 10 của chủ đề Thần chủ vũ trụ tại nhân gian của chương 3 trong các thế kỷ dự đoán rằng thánh nhân sẽ tạo ra một tín ngưỡng, ngài sẽ đầu thai xuất hiện ở châu Á. Một liên minh bắt nguồn từ Hermes vĩ đại, ngài sẽ vượt qua tất cả các vị vua ở phương Đông. Hermes là một trong 12 vị thần trên đỉnh Olympus trong thần thoại Hy Lạp, đồng thời cũng là vị thần sứ giả truyền ý chí của Chúa đến thế giới. Hermes có một cây thần trượng được dùng để đánh thức thần tính của thế nhân. Chương 29 phần thứ 2 nói, một người phương Đông rời quê hương, mỗi người đều bị thần trượng của ông làm xung động. 5. Nữ tiên tri thiên tài người Mỹ, Jean. Bà Jean Diston 1904-1997 là nữ tiên tri thiên tài người Mỹ nổi tiếng nhất thế kỷ 20. Bà đã tiên đoán chính xác các sự kiện lớn như vụ ám sát tổng thống Kennedy, Đảng Cộng sản Trung Quốc cướp chính quyền và trận động đất ở Đường Sơn. Bà cũng dự đoán rằng thế giới sẽ diễn ra một trận chiến ngày tận thế giữa cái thiện và cái ác vào năm 2024 và hy vọng của nhân loại nằm ở phương Đông. Trong cuốn sách được dịch ra tiếng Việt là Tiếng gọi vinh quang xuất bản năm 1971, bà Stins nói trận quyết chiến thiện ác vào ngày mặt thế sắp xảy ra vào năm 2024 khi những nhà tiên tri giả, sa tăng và người phản thần sẽ đối đầu quyết chiến với nhân loại. Vào năm 2024, những kẻ chống chúa sẽ lộ ra bộ mặt tàn ác. Trận chiến ngày tận thế giữa thiện và ác được ghi lại trong kinh thánh, khải huyền sẽ nổ ra và cuối cùng phe chính nghĩa sẽ chiến thắng. Trong trận chiến giữa thiện và ác này, thế giới sẽ trải qua sự thử thách lớn lao của cuộc cách mạng tín ngưỡng và sự phục hưng đức tin. Và cuối cùng, tín ngưỡng sẽ được hồi sinh, nhân loại sẽ được tái sinh nhờ niềm tin chân thành và vững chắc vào đấng tạo hóa. Năm 1997, trước khi qua đời, bà Stin đã để lại di ngôn. Ở đâu đó tại phương Đông xuất hiện một cậu bé và cậu ấy sẽ thay đổi hoàn toàn thế giới. Đầu thế kỷ 21, mọi người sẽ cảm nhận được sức mạnh vĩ đại của người này. Trong 10 năm sau đó, thế giới sẽ dần bước vào một thế giới mới, tiêu diệt chiến tranh, hóa giải thảm họa với một khuôn mẫu mới và một diện mạo mới. 6. Lời tiên tri của cậu bé Ấn Độ Một cậu bé 14 tuổi, nhà chiêm tinh Ấn Độ, Amhukra Anand, đã đăng một đoạn video ngắn vào tháng 8 năm 2019, chỉ ra rằng từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 7 năm 2024, toàn thế giới đối mặt với một cuộc khủng hoảng dịch bệnh nghiêm trọng trên diện rộng. Mặc dù không trực tiếp đề cập đến virus, nhưng cậu đã chỉ ra rằng Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong đoạn video ngắn ra mắt vào tháng 11 năm 2023. Cậu Anan dự đoán rằng từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024 sẽ là thời kỳ nguy hiểm tiếp theo từ chiến tranh, dịch bệnh, đợt bùng phát virus viêm phổi Vũ Hán lần thứ hai đến suy sụp kinh tế và vaccine cũng có thể xảy ra vấn đề. Cậu nói rằng những thảm họa này sẽ biểu hiện trước tháng 2 năm 2021 và hầu hết các thảm họa sẽ chỉ dần biến mất từ tháng 11 năm 2024. Trong đoạn phim ngắn này, cậu đã đề xuất 7 cách để tránh điều ác. Cách đầu tiên và quan trọng nhất là niềm tin vào thần. Cậu kêu gọi mọi người hãy bảo hộ thiên nhiên và giúp đỡ các sinh mệnh, như vậy mới có thể được thần xót thương. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 9 năm 2020, cậu Anand An nói rằng, theo kinh vệ đà của Ấn Độ, thế giới hiện coi những gì ban đầu là đúng thành sai, trong khi những gì sai lại được coi là đúng mọi người cần đấu tranh cho sự thật và cần phơi bày sự thật chân tướng. Câu tuyên bố rằng những người được gọi là giới tinh anh chính trị có thể bí mật lên kế hoạch cho một số điều xấu xa. Nếu họ làm vậy, họ sẽ sớm bị báo ứng vì đây là quy luật của tự nhiên. Con người nên cố gắng làm việc thiện, làm những điều có ích cho các sinh bệnh do thần sáng tạo ra, nếu không sẽ bị thần trừng phạt thần đồng tiên tri Ấn Độ cảnh báo điều gì xảy ra ngày 16 tháng 7. Theo dự đoán của Abriga Anan, ngày 16 tháng 7 sẽ chứng kiến một điều đặc biệt với nền kinh tế và thị trường, kéo theo một loạt những tác động quan trọng sẽ xảy ra sau đó. Trong một video được đăng tải trên kênh YouTube cá nhân, thần đồng tiên tri Ấn Độ Amriya Anand đã cảnh báo về một loạt các hiện tượng thiên văn đặc biệt sẽ xảy ra từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 16 tháng 7 theo Anan, đây là khoảng thời gian đánh dấu sự tái gia nhập của sao thổ vào tròm sao Market xảy ra không lâu sau hiện tượng Kanspa Yoga, khi mặt trời, mặt trăng sao hỏa, sao kim, sao bộc, sao thổ và sao thủy đối nhau thành một đường thẳng và được coi là điểm hung. Cũng như sao hỏa sẽ tiến vào Barani hay còn gọi là nhị thập bát tú theo cách gọi của 28 chòm sao nằm trên bầu trời theo cách chia trong thiên văn học Trung Quốc cổ đại. Sự kiện này sẽ kéo theo một loạt những tác động quan trọng sẽ xảy ra, mà theo dự đoán của An Nan là có thể ảnh hưởng từ vài tuần tới vài tháng sau ngày 16 tháng 7. Một điều gì đó rất đặc biệt đang đến với nền kinh tế và thị trường, cảnh báo một khoảng thời gian rất khó khăn và hỗn loạn, nhà tiên tri 16 tuổi cho biết nguy cơ xáo trộn nền kinh tế vĩ mô. Lý giải cho những dự đoán gây sốc của mình, nhà tiên tri Apriya Anand cho rằng thế giới mới đang thay đổi nhanh chóng đến mức chưa từng xảy ra tình trạng như vậy trong quá khứ. Trước năm 2021 có thể xem là một kỷ nguyên hoàn toàn khác so với giai đoạn chúng ta đang sống hiện nay. Anan cho biết trong đoạn video, mọi thứ về cơ bản đang biến đổi rất nhanh, cùng với rất nhiều những tác động làm chuyển dịch nền kinh tế vĩ mô hay những ảnh hưởng từ địa chính trị nhanh chóng biến đổi và chúng ta đang có một số hiệu ứng được gọi là hiệu ứng con người mới. Xuyên suốt đoạn video được đăng tải, Anan nhiều lần nhấn mạnh khoảng thời gian sau ngày 16 tháng 7 sẽ diễn ra một chuỗi sự kiện rất quan trọng và có ảnh hưởng đến nhiều tuần, nhiều tháng tiếp theo. Dưới góc độ chiêm tinh học, Anan An đưa ra dự đoán tình hình sắp tới sẽ có nguy cơ xáo trộn nền kinh tế vĩ mô, xảy ra suy thoái tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba hoặc nhân lên nhiều lần sau giai đoạn này. Theo lý giải của Anan, An sao hỏa đại diện cho sự biến đổi và thay đổi trật tự vốn có đang tiến đi vào Bradani, tạo thành một liên kết kéo dài đến ngày 5 tháng 8 năm 2024. Đây không phải là một hiện tượng ngẫu nhiên mà là một sự biến đổi khoa học mang tính quan trọng. Mặt tích cực của điều này biểu thị sự tăng trưởng ở khâu tái sản xuất, dân số của con người cũng như mức độ dự trữ năng lượng so với trước đây. Tuy nhiên, mặt trái của nó cũng tồn tại khả năng gia tăng tỷ lệ tử vong hay nói cách khác là có các tác động rất mạnh đến dân số trước một sức mạnh hủy diệt. Đây chắc chắn sẽ không phải là một khoảng thời gian yên bình chúng ta không thể mong đợi mọi thứ sẽ bình lặng trong thế giới mới nơi chúng ta đang sống do chúng không chỉ liên tục chịu tác động từ sự kiện thiên văn rất đặc biệt mà cả con người cũng đang tiến hóa để trở nên tham lam hơn và làm những điều khủng khiếp hơn anna nhận định ngoài ra nhà tiên tri cũng dự đoán các thành tố này cũng có tác động đến tự nhiên và địa chấn do đó động đất mạnh và núi lửa có thể phun trào trong giai đoạn này nên làm gì vào ngày 16 tháng 7? Theo Anan, sẽ có sự biến đổi lớn xảy ra trong vài tháng và vài tuần tới theo cách mà con người tương tác với nhau. Không chỉ ở vấn đề địa chính trị mà còn ở nhiều khía cạnh quan trọng khác của cuộc sống như kinh tế, dân số. Anan dự đoán giá vàng vẫn sẽ đứng vững vì đây là một trong số những tài sản duy nhất có thể chống lại sự tấn công mạnh mẽ của đồng đô la Mỹ trước những biến động của nền kinh tế do vậy lời khuyên được đưa ra là nên nắm giữ những tài sản hiện có đây là thời điểm hoàn hảo để tích lũy những tài sản như vàng bạc đá quý cậu nhấn mạnh ngoài ra do năng lượng tiêu cực kép của hiện tượng kanshopal yoga và sao thổ trong giai đoạn này mối quan hệ kinh tế toàn cầu có thể được tái cấu trúc và biến đổi trong giai đoạn này, nhiều biến cố sẽ xảy ra và toàn cầu cần tận dụng tốt yếu tố thiên nhiên, cần bảo vệ môi trường và tài nguyên để tận dụng một tương lai tươi sáng hơn, thần đồng 16 tuổi cho biết. Trước đó, Anan -an từng đưa ra dự đoán tương lai thế giới trong vòng 1,5 năm khi cho rằng có nhiều tín hiệu về kinh tế sẽ quay trở lại. Một số diễn biến chính có thể sẽ xảy ra gồm có giá Bitcoin và cơn sốt NFT sẽ hạ nhiệt giá vàng sẽ tăng. Ngày 10 tháng 10 năm 2022, Amriya Anan đã đăng video dự đoán với tựa đề tạm dịch là khủng hoảng năng lượng và thách thức kinh tế toàn cầu, gồm 7 thách thức lớn mà thế giới phải đối mặt cùng lúc trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024. Nhiều thách thức trong đó đang dần trở thành sự thực điển hình như cuộc khủng hoảng năng lượng, cuộc khủng hoảng kinh tế, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, thời tiết khắc nghiệt. Thế nhưng, cần phải nói thêm rằng không phải tất cả những dự đoán của Apria đều đáng tin và trở thành sự thực. Đã có không ít lần những lời sấm của Anan -an được truyền thông cho là mơ hồ, thiếu chính xác. Phản ứng trước những nhận xét này, thần đồng tiên tri Ấn Độ từng tuyên bố, phương tiện truyền thông xã hội chỉ là một cái bẫy để nô dịch nhân loại thông qua kỹ thuật số đồng thời khẳng định sẽ sớm ngừng tất cả hoạt động trên YouTube và mạng xã hội Facebook. Tuy nhiên đến nay, Anan An vẫn đăng tải đều đặn các video của mình trên YouTube như một kênh truyền bá chính cho các hoạt động chia sẻ về chiêm tinh học cũng như dự đoán về tương lai của nhân loại. Video đến đây là hết, hy vọng nhận được sự chia sẻ và thảo luận chân thành từ quý vị. Nếu quý vị cảm thấy rằng chương trình mang lại những giá trị ý nghĩa, xin hãy dành một phút để bấm like và chia sẻ video của chúng tôi, để những điều ý nghĩa này được lan tỏa và chia sẻ với mọi người. Kính chúc quý vị luôn an lành và bình an. Từ thời cổ trí kim đều lưu lại không ít lời tiên tri của các bậc ẩn sĩ, cao tăng và người tu hành chính đạo về thời điểm ngày nay. Từ những lời nhắn nhủ của các nhà tiên tri và những người tu hành chính đạo, chúng ta có thể nhận được những gợi ý quan trọng về cách thức ứng phó với những thách thức và tai họa. Nhìn lại vào những lời tiên tri của quá khứ, chúng ta có thể thấy rằng nhiều thông điệp đều chứa đựng những lời khuyên về sự chuẩn bị, lòng kiên nhẫn và lòng chắc ẩn. Đối với một số người hiện đại, những sự kiện tai họa thường là cơ hội để họ mở mang tầm nhìn suy ngẫm về ý nghĩa thực sự của cuộc sống và giá trị của sự kết nối với cộng đồng và tự nhiên. Câu chuyện về nội Mông Cổ với vẻ đẹp tự nhiên hùng vĩ và truyền thống văn hóa sâu sắc đã làm nên một phần không thể tách rời của lịch sử và văn hóa của dân tộc này. Truyền thuyết và lời tiên tri từ các vị Lạt ma Mông Cổ cũng là một phần quan trọng trong di sản văn hóa của khu vực này. Những lời tiên tri được truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác thường được coi là sự kết hợp rất truyền thống, văn hóa và niềm tin tín ngưỡng. Dân tộc nội Mông Cổ thường tin rằng những lời tiên tri này có thể giúp họ đối mặt với những thách thức và sự kiện lớn trong tương lai. Vậy, những lời tiên tri của vị Lạt Ma Mông Cổ đó là gì? Mời quý vị cùng tìm hiểu qua video dưới đây. Lời tiên tri cuối cùng đang ứng nghiệm thật kinh hoàng. Lạt Ma Mông Cổ đã tiên tri những gì? sinh vào tháng 6 năm 1935, Đức Đạt Lai Lạt Ma, nay đã gần 80 tuổi và với thể lực hiện nay, nhiều người, kể cả các bác sĩ, tin là Ngài sẽ sống thọ hơn 90 tuổi. Trong lễ kỷ niệm ngày khởi nghĩa của dân Tây Tạng tại La Star năm 1959, Đức Lạt Lai Lạt Ma đọc bài diễn văn nhắc lại quyết định của mình là sẽ tự chấm dứt nhiệm vụ lãnh đạo chính trị. Ngài sẽ không làm quốc trưởng Tây Tạng nữa. Và như vậy, chính phủ lưu vong cùng với quốc hội Tây Tạng do dân chúng bầu lên sẽ là cơ chế lãnh đạo cộng đồng Tây Tạng ở trong và ngoài lãnh thổ Tây Tạng. Trong khi đương kim Thủ tướng sompong Rinpoche còn khẩn nài Đức Đạt Lai Lạt Ma xét lại quyết định này, thì Bắc Kinh cũng đã có phản ứng gay gắt với ngôn từ vô lễ như mọi khi. Đức Đạt Lai Lạt Ma là con sói đội lốt thể tu, có ý đồ đánh lừa dư luận thế giới vân vật. Gần đây, qua nhiều lần khác nhau, ngài còn tuyên bố bốn ý nguyện khác. Thứ nhất, xếp từ bỏ vai trò lãnh đạo chính trị, chuyển quyền cho quốc hội và nội các tây tạng do dân chúng bầu lên. Thứ hai, còn từ bỏ vai trò lãnh đạo tôn giáo để chỉ còn là một nhà sư, nhưng ngài thường nói và viết trong các thông điệp của mình. Thứ ba, trước khi viên tịch, ngài sẽ yêu cầu nhân dân Tây Tạng ở trong và ngoài nước cùng cho biết ý kiến về thủ tục xác định người sẽ lãnh đạo Phật giáo, tức là dù Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 còn tại thế, một vị cao tăng khác sẽ thay thế ngài. Thứ tư, khi viên tịch, ngài sẽ đầu thai ở bên ngoài lãnh thổ Tây Tạng để tiếp tục hoàng pháp trên thế giới. Hóa thân của Đức Đạt Lai Đạt Ma. Theo truyền thống đã có từ hơn 600 năm, Phật tử Tây Tạng tin rằng Đức Đạt Lai Đạt Ma là một hóa thân của quán tự Bồ Tát mà chúng ta vẫn gọi là Quán Thế Âm. Vị Đạt Lai Lạt Ma Tenshin Geisto ngày nay là hóa thân thứ 14 của một chuỗi dài các Đạt Lai Lạt Ma trong lịch sử Tây Tạng. Trong số này, cũng có người sinh ra tại Mông Cổ. Dân Tây Tạng nói chung có Đức Đạt Lai Lạt Ma là vị lãnh đạo Phật giáo, đồng thời cũng là vị quốc trưởng lãnh đạo quốc gia. Năm 2018, sau khi Đức Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố sẽ tu chính thủ tục để cử vị lãnh đạo tinh thần và bản thân mình sẽ hóa thân bên ngoài lãnh thổ Tây Tạng, Bắc Kinh đã ra quyết định vào tháng 9 là Tây Tạng phải tôn trọng truyền thống. Phật giáo trong cách đề cử lãnh đạo tôn giáo và Bắc Kinh mới có quyền quyết định ai là Đức Đạt Lai Lạt Ma. Diễn giải cho rõ, một chế độ vô thần đòi Phật giáo Tây Tạng phải tôn trọng truyền thống Phật giáo, nghĩa là không cho phép dân Tây Tạng hay Đức Đạt Lai Lạt Ma sửa đổi quy cách đề cử nằm ngoài khả năng kiểm soát của chế độ và riêng bản thân Đức Đạt Lai Lạt Ma không có quyền đổi hộ khẩu từ kiếp này qua kiếp khác, sang một nơi trốn mà Bắc Kinh vươn không tới. Chuyện đấu trí giữa Phật pháp và Bắc Kinh có thể được thấy trước đó. Năm 1989, Đức Ban Thiền Lạt Ma đời thứ 10 tên là Lop Sang Trinley Norbuk Chokyi Ganden, nhân vật số 2 của Tây Tạng, viên tịch tại Tây Tạng trong lãnh thổ Trung Quốc. Dưới sự lãnh đạo và xác định của Đức Đạt Lai Lạt Ma chư tăng tây tạng tìm ra hóa thân của đức ban thiền là kehum choki Diema. một cậu bé sinh năm 1989 tại tây tạng năm 1995 bắc kinh bắt cóc cậu bé này và ngày nay còn giấu ở đâu hay đã thủ tiêu thì không ai biết rồi chỉ định một cậu bé khác sinh năm 1990 là đức ban thiền đời thứ 11 nay là một đại biểu trong hội nghị hiệp thương chính trị cơ chế bình phong của trung quốc nội mông cổ nơi lưu truyền những lời dự ngôn linh nghiệm của các lạt ma. Nội Mông Cổ là một dân tộc cổ xưa chất phác, nơi đây có những thảo nguyên mênh mông trải dài vô tận, bầu trời xanh thăm thẳm, người dân mộc mạc giản dị, kính ngưỡng thần, đời đời kiếp kiếp được thần linh che chở. Dù cách sống xô mục này đây mày đó, nhưng người dân nơi đây vẫn lưu giữ lại rất nhiều lời dự ngôn. Đến ngày nay, người ta không khỏi kinh ngạc về sự ứng nghiệm của những lời khải thị đó dự ngôn của Lạt Ma Đức đăng tại Liễu Thụ Doanh Tử thuộc xã Tiểu Thành Tử, huyện Ninh Thành, thành phố Xích Phong, nội Mông Cổ. Có một vị Lạt Ma người Mông Cổ tên là Đức Đăng. Khi còn tại thế, Lạt Ma đã dự ngôn rất nhiều sự việc. Vào khoảng năm 1930, Lạt Ma Đức Đăng nói với người Mông Cổ, mọi người đừng nên mua đất, dù có rẻ đến đâu cũng đừng mua. Thịt đắt đến mấy cũng nên mua ăn, Thời tu hành, những người thân của ông ở Thái Thụ Doanh Tử thường mang cho ông củi và thức ăn. Lần nọ, người cháu mang củi và thức ăn tới cho ông, ông nói, cháu hãy bán con ngựa vận chuyển đồ này đi. Người cháu hỏi, lạt ma, chúng con dùng ngựa này để vận chuyển đồ và lương thảo cho ông, sao lại bảo chúng con bán ngựa đi? Lạt ma nói, bởi vì có một ngày, người ta sẽ ngang nhiên dắt ngựa của cháu ra khỏi chuồng. Chi bằng bán sớm đi một chút còn tốt hơn ngài còn nói những con đường trên mặt đất trong tương lai sẽ phủ đầy dầu bầu trời sẽ đều là mạng nhện trên đường đầy dấu ấn của rắn hơn nữa ở nhà cũng có thể xem được kịch diễn ở bắc kinh những thứ trồng trên mặt đất còn phải uống thuốc người tương lai sẽ không thể phân biệt là nam hay nữ những lời giữ ngôn của lật ma vào thời điểm đó khiến con người không thể hiểu được tại sao một lật ma tu hành lại nói những lời kỳ quặc như vậy dự đoán chính xác những sự việc sau khi chết Đức Lạt Ma cũng tiên đoán sau khi ông chết, mộ của ông sẽ bị đào bới, nhưng sẽ có người chôn cất và tu sửa lại. Vài năm sau, Lạt Ma Đức đăng viên tịch, ông được chôn trên núi Xanh Tử tại Hà Nam. Khi bát lộ quân tới đây, nói trong mộ ông có báu vật nên cho người đến đào bới. Sau có người ở Hà Nam, danh tử đã chôn cất, còn quét vôi màu trắng. Bát lộ quân là lực lượng quân sự do Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền lãnh đạo ứng nghiệm trong lời giữ ngôn của lạt ma mãi cho đến ngày nay người ta mới hiểu được hết ý nghĩa những lời giữ ngôn của lạt ma tất cả đều đã ứng nghiệm vì sao không nên mua đất dù rẻ vào thời cải cách ruộng đất đảng cộng sản trung quốc phân chia ruộng đất những người có ruộng đất đều bị đấu tố và trừng trị đến chết đây chẳng phải là đất có rẻ đến mấy cũng không nên mua hay sao ngoài ra vào thời ấy trong nhà ai có ngựa cũng bị bắt đi để phân chia cho người khác mà không được trả một xu đường dính đầy dầu trời đầy mạng nhện nam nữ không phân biệt hiện nay các con đường đều được trải nhựa tức là dính đầy dầu vết bánh xe trên đường giống như rắn bò dây điện trên không trung giống như mạng nhện mọi người ngồi ở nhà vẫn có thể xem các chương trình tv từ bắc kinh thậm chí cả những tin tức và những trò giả mạo được diễn tập lại chính là có thể nhìn thấy bắc kinh diễn trò các loại rau quả trồng dưới đất đều phải phun thuốc trừ sâu và phân bón chính là cho chúng uống thuốc nhiều người trên đường phố từ đầu tóc đến quần áo thật khó mà phân biệt được là nam hay nữ. Đó chính là những điều Đức Lạt Ma đã tiên đoán. Phật Hạ Thế Độ Nhân Vị Lạt Ma có tổng cộng 3 đệ tử. Điều kỳ lạ là ông không dạy niệm kinh. Có người thấy vậy hỏi, sư phụ, sao người không dạy đệ tử niệm kinh? Đức Lạt Ma đáp, học kinh hay niệm kinh bây giờ cũng vô ích. Kinh sách viết theo chiều dọc này đã không thể độ nhân trong tương lai sẽ ra đời kinh sách viết theo chiều ngang mới có thể độ người đến một năm nào đó có một thứ xuất hiện sẽ được vỡ tượng phật đến một năm nào đó sẽ lại có phật hạ thế độ nhân khi đó kinh thư viết theo hàng ngang đạo phật lại hưng thịnh con người cũng tốt hơn đến thời kỳ cách mạng văn hóa đảng cộng sản trung quốc đập phá nhiều miếu hủy hoại tượng phật kinh sách thời cổ đại đều viết dọc đã không độ nhân được nữa cũng bởi nhân loại đã ở vào thời mạt pháp mà thế nên Đức Lạt Ma không cho đệ tử học kinh. Hiện nay, hoa yêu đảm đã khai nở ở nhiều nơi trên thế giới, báo hiệu Phật đã hạ thế độ nhật. Người nhà đắc phúc báo nhờ đối xử tốt với Lạt Ma. Hầu hết người nhà của Lạt Ma đều sống tại doanh tử liễu thụ, nơi đó chưa từng có thảm họa lớn. Mưa đá cũng chỉ xảy ra ở xung quanh. Người dân nơi đó tin rằng bởi họ luôn đối xử tốt với Đức Lạt Ma nên đắc phúc báo, ông trời mới đãi ngộ đối xử đặc biệt lời ứng nghiệm của vị lạt ma già ở vùng Ahokrin tại vùng chăn nuôi của Ahokrin, nội mông cổ có một vị lạt ma già đức cao trọng vọng ông thường dạy người dân làm người tốt không được làm trái với ý trời và chờ đợi sự giúp đỡ của thần để được cứu độ lão lạt ma không những có thể biết luật nhân quả mà còn có thể dự đoán tương lai tất cả những điều ông dự đoán đều đã ứng nghiệm vì vậy người dân trong vùng có việc quan trọng đều tới thỉnh giáo và tuân theo lời ông để hành sự. Kết quả người ta phát hiện đó đều là cách tốt nhất người Mông Cổ vô cùng tôn kính ông. Hiện tượng thần kỳ với ngôi nhà của Lạt Ma trước cửa lũ. Năm 1998, nơi đây xảy ra lũ lụt lớn, nước lũ cuôn cuộn, cuốn trôi hết nhà cửa, đất đá. Nó khiến nhiều ngôi làng lớn bị phá hủy, trôn vùi và hoàn toàn biến mất. Sức mạnh của thiên tai nhân họa khiến không ai có thể chống đỡ. Nhưng người dân kinh ngạc phát hiện sau trận lụt kinh hoàng, ngôi nhà của vị Lạt Ma dường như không hề bị hư hại. Người dân địa phương đều cảm thấy khó tin vào điều thấy được ở trước mắt. Khi dòng lũ chảy đến gần nhà của vị Lạt Ma, nước như thể làm theo mệnh lệnh, dòng nước tách ra làm hai và cuồn cuộn chảy xung quanh hai bên nhà ông. Trong sân nhà ông không hề bị ướt, quả thực không thể nào tưởng tượng. Sau thiên tai, duy chỉ có ngôi nhà của vị Lạt Ma đáng kính vẫn còn đứng vững. Mọi người không khỏi kinh ngạc cảm thán, chỉ có người tu tâm hướng thiện sẽ được bảo vệ và an toàn trong thảm họa. Chim thần đến đón vào ngày Lạt Ma viên tịch. Sau đó, Lạt Ma nói ông sẽ ra đi. Khi ông đi, sẽ có hai con chim thần đến đón. Chúng sẽ đến từ hướng nào và hướng nào, tất cả đều rõ ràng. Quả nhiên, ngày Lạt Ma viên tịch đã xuất hiện hai con chim. Chúng bay đến từ hướng ông nói. Điều kinh ngạc hơn, vào thời khắc mọi người đến tiễn đưa ông tại nhà tang lễ, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng đợt âm thanh tụng kinh. Tất cả những người có mặt, không ai bảo ai, quy xuống hành lễ. Họ không khỏi rơi nước mắt vì thanh kính và cảm động. Những người thiện lương sẽ thực sự cảm nhận được sự tồn tại của thần, chính là trên đầu ba thước có thần linh. Tiên tri Ai Cập cổ đại, đấng sáng thế, sẽ cứu rỗi thế giới vào thời cuối cùng. Trên thế giới có rất nhiều những lời tiên tri về sự cứu rỗi vào thời cuối cùng và vạn pháp quý nhất trong văn hóa của nhiều quốc gia cổ đại như Ai Cập cổ đại, Ấn Độ cổ đại, Trung Quốc cổ đại. Phiên bản tiên tri bắt nguồn từ văn hóa Ai Cập cổ đại có thể là một trong những lời tin tri sớm nhất và sự cứu rỗi cuối cùng của đấng sáng thế. Lịch sử văn minh của Ai Cập cổ đại có thể bắt đầu từ 5.000 năm trước trong tác phẩm Timaeus của Plato có ghi lại rằng các tư thế Ai Cập cổ đã nói trong Hy Lạp về lịch sử văn minh tiền sử của Atlantis trước trận đại hồng thủy có một nhân vật quan trọng trong văn hóa ai cập cổ đại thọ theo truyền thuyết ông xuất hiện vào thời kỳ đầu của nền văn minh cổ đại giống như thương hiệt trong thời đại hoàng đế của trung quốc ông là người phát minh ra văn tự và sách viết là thần của trí tuệ và là chúa tể tri thức một tư thế và nhà tiên tri vĩ đại vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên ai cập bị hy lạp cai trị và sau đó bị đế quốc la mã thôn tính trong thời kỳ này, tiếng Hy Lạp đã trở thành ngôn ngữ chung của Ai Cập. Thos cũng được gọi là Hermes trong các tài liệu từ thời kỳ này. Khoảng từ thế kỷ thứ hai đến thế kỷ thứ ba sau công nguyên, có một tài liệu Latin ghi lại lời tiên tri của nhà hiền triết Ai Cập cổ đại Thos về tương lai của Ai Cập. Sự diệt vong của văn minh Ai Cập cổ và tôn giáo xuất hiện các loạn tượng của thời cuối cùng cuối cùng, đấng sáng thế của vũ trụ cứu thế, dạy bảo chúng sinh, tịnh hóa vũ trụ sẽ có thảm họa, bệnh dịch, chiến tranh trên thế giới và những người may mắn sống sót sau thảm họa sẽ bước vào một kỷ nguyên lịch sử mới. Nhiều chi tiết được mô tả trong phiên bản cổ xưa của lời tiên tri, các nền văn hóa cổ đại của các quốc gia đối ứng với thần, khi con người bài xích thần, không tin thần, rời xa văn hóa chính thống và đạo đức, tư tưởng sẽ đi về phía biến dị Đến thời mạt hậu cuối cùng, chúng thần sẽ không còn quản con người nữa. Tà linh sẽ tàn phá thế giới, dẫn dụ con người phạm tội và hủy diệt. Ý nghĩa của tà linh này hoàn toàn tương ứng với tiếng so thái là thiên thần sa ngã trong kinh thánh Cựu ước và ác linh đảng cộng sản Trung Quốc do sa tăng dựng lên. Lời tiên tri cũng đề cập rằng thế giới sẽ hỗn loạn và cuối cùng sẽ có thảm họa dịch bệnh hoặc chiến tranh trên khắp thế giới và thế giới sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình trong thảm họa. Lúc này, đấng sáng thế, vị thần tạo ra vũ trụ sẽ đến thế gian, kêu gọi con người trở về con đường ngay chính, nghe theo lời của đấng sáng thế dạy bảo sẽ được cứu rỗi. Ý chí và trí tuệ của đấng sáng thế, quy luật cơ bản vĩnh cửu đã tạo ra vũ trụ sẽ làm cho thế giới và vũ trụ trở nên tươi đẹp trở lại. Điều này tương tự như mô tả trong lời tiên tri của Phương Đông rằng pháp chính cản khôn và vạn pháp quy nhất. Trên thực tế, nhiều quốc gia và nền văn hóa cổ đại có những lời tiên tri tương tự về sự cứu rỗi vào ngày tận thế. Dưới đây là một đoạn trích dịch từ lời tiên tri cổ xưa này. Bài viết này dựa trên bản dịch tiếng Anh xuất bản năm 1924 của giáo sư Walter Scott, sinh năm 1855, mất năm 1925, nhà cổ điển học người Anh. Lời tiên tri của thần thốt ở Ai Cập cổ đại. Ai Cập là hình ảnh thu nhỏ của thiên quốc trên mặt đất, hay nói chính xác hơn là pháp tắc tạo hóa của thế giới thần quốc đã được chuyên xuống hạ giới, tạo thành sức sống của nền văn hóa Ai Cập. Không, phải nói rằng pháp tắc tạo hóa của toàn vũ trụ được phản ánh trong vùng đất này của thế giới chúng ta, đồng thời nó tồn tại trong pháp giới của nó một ngày nào đó trong tương lai cho dù người ai cập có tin tưởng và tôn thờ các vị thần một cách ngoan đạo đến đâu họ cũng sẽ trở nên vô dụng các vị thần sẽ rời khỏi trái đất và trở về bầu trời ai cập sẽ bị các vị thần bỏ rơi thần sẽ không còn lưu lại và mảnh đất đã từng sinh ra đức tin của một thời thịnh vượng này sẽ trở nên cằn cỗi khủng hoảng trong thế giới tương lai vào ngày đó con người sẽ mệt mỏi với cuộc sống và họ sẽ không còn coi vũ trụ đáng được ngưỡng mộ và tôn kính do đó ân sủng quan trọng nhất trong tất cả các ân sủng của thần truyền đức tin tôn giáo đã đang sẽ và không có gì thiêng liêng hơn sẽ có nguy cơ bị hủy diệt con người sẽ thấy nó như một gánh nặng và bắt đầu miệt thị nó khi đó họ sẽ không còn yêu thế giới của chúng ta nữa thế giới này là sự sáng tạo vô song của đức chúa trời tối cao của đấng tạo hóa cấu trúc lộng lẫy này là tập hợp của những gì tốt nhất và đẹp nhất ý chí của đấng tạo hóa chứa đựng trong đó ban cho nhân loại phước lành vô tận loại thế giới tươi đẹp này đủ để khiến những người nhìn thấy nó nảy sinh sự ngưỡng mộ và yêu thích không gì sánh được khi đó người ta sẽ yêu bóng tối hơn ánh sáng và có người sẽ cho rằng cái chết có ý nghĩa hơn sự sống mọi người sẽ không còn chân chính hướng về thiên quốc nữa những người thành kính sẽ bị coi là ngu ngốc kẻ không kính thần ngược lại cho là thông minh kẻ ngông cuồng được cho là dũng sĩ kẻ xấu lại được cho là người tốt và những người tin vào sự bất tử của linh hồn hay hy vọng vào linh hồn có thể bất tử những điều ta đã từng dạy bảo cho các ngươi bị mọi người cười nhạo và thậm chí con người cố thuyết phục bản thân rằng nó không tồn tại người ta không còn nói hay tin vào những lời thuần túy ngoan đạo và tin kính nữa vì vậy thần thánh sẽ rời bỏ con người thật là một điều đáng buồn ta thấy ma quỷ hoành hành thế gian chúng sẽ bám vào nhập vào đám đông dẫn dụ những người đáng thương vào đủ thứ tội ác vô lương tâm dẫn dắt con người đến chiến tranh trộm cướp lừa lọc và tất cả những gì sai lệch với bản chất tốt đẹp của con người đấng sáng thế cứu thế tịnh hóa trái đất và vũ trụ nhân loại bước vào kỷ nguyên mới khi đó trái đất sẽ dung chuyển biển sẽ gầm thét các vì sao sẽ lệch khỏi quỹ đạo và các vị thần sẽ buộc phải im lặng mọi điều tốt đẹp sẽ biến mất không một dấu vết tuy nhiên khi tất cả những điều này xảy ra đấng sáng thế tối cao cha của thiên thượng đấng tạo hóa tồn tại trước mọi vật và tạo ra tất cả các vị thần sẽ quan sát tất cả những gì đã xảy ra khi đó, Ngài sẽ kêu gọi những kẻ lạc lối để họ trở về con đường ngay thẳng. Ngài sẽ gột rửa thế gian khỏi tội lỗi bằng một trận lụt lớn, thiêu dụi nó bằng ngọn lửa dữ dội và trừ bỏ bằng chiến tranh và dịch bệnh. Vì vậy, Ngài sẽ đưa thế giới do Ngài tạo ra trở lại trạng thái ban đầu và vũ trụ sẽ mở ra một cuộc sống mới và trở nên tươi đẹp trở lại. Sẽ được tất cả chúng sinh tôn kính và ngưỡng mộ thần chủ của tối cao đấng sáng thế, người sáng tạo ra vũ trụ và phục hồi vũ trụ sẽ được con người thời đại đó ca ngợi và tôn kính mãi mãi. Đây là sự tái sinh của vũ trụ, tái tạo vẻ đẹp của vạn vật, tất cả các tinh cầu vũ trụ thần thánh và tuyệt vời được khôi phục như trước. Tất cả những điều này đã được hoàn thành trong dòng thời gian theo ý muốn vĩnh cửu của đấng sáng thế. Tuy nhiên, ý chỉ và pháp tắc của đấng sáng thế không có khởi đầu về thời gian. Chúng xuyên suốt thời gian, quá khứ, hiện tại và vĩnh viễn biến mất bởi vì sự tồn tại của sáng thế chủ chính là thành tựu mọi điều tốt đẹp. Nếu quý vị thấy video này mang ý nghĩa, xin vui lòng bấm nút like và chia sẻ với bạn bè để họ cũng được biết và cùng chia sẻ. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.